rồi. Đâu nữa mà con cá đối Trà Bá luôn á. Từ từ thôi, thằng nói nước nó sâu quá. Bên bển á, quậy cho nó ấy chút. Không làm quá, không làm tôi cũng sợ lắm luôn. Chứ đừng nói con cá, tôi sợ lắm luôn. Ô, con cá nó chui vô đây. Bắt luôn rồi. Con cá gì? Cá nổi nè. Đâu rồi? Chắc nó đi rồi. Bả nó kêu lát xuống để chi, để nó có chỗ nó dựa vô cái mà đập nó hả? Trời ơi. Quá trời bên đây luôn rồi nè. Đấy. Cũng đưa cá lên. Trời ơi, chết mẹ. Đưa lên cho camera lên máy chứ. Thấy rồi. Bắt từng cá bự từ từ lên. Cá nhỏ quá không được. Nó bảnh á, nó dựa bảnh á. Ôi ôi, cá bự nè. Cá bự nha. Đâu. Cá bự mà cá phi rồi. À đây lên, Thôi, dưới chân thiệt không? Nó làm đùng đùng ở dưới chân với tôi vậy. Người giặc. Người điên giặc. Ôi, trời. Má, cá đối con nào nó chản không á. Từ từ thôi, đi từ từ nè. Ôi. Má này nữa. Sợ nó muốn chết luôn. Từ từ thiện ơi, khúc này nó ấy quá. Nó sâu quá nè. Bắt dính chưa? Chín chưa? Chạy luôn hả? Mình đó đó. Bắt bự vô. Mê chưa? Đâu mà la quá vậy? Cá kêu nè. À, tự nhiên đói bụng dữ ta. Chưa ăn cái gì hàng chi đói bụng quá. Rồi, tới một chút đi. Rồi tớp một cái em. Tớp một cái đi lấy đồ. Tớp một cái lại ngồi cho nó đó. Rồi đây một chút xíu à. Tôi lấy đồ tôi ăn chút xíu à.